Hello, xin chào cô bác, anh chị em, bạn bè. Cả nhà, ăn Tết có vui không? Xin chúc cả nhà một năm mới tràn đầy hạnh phúc và sự như ý và thành công nha. Hôm nay mình đi dự tiệc cưới con của chị bạn ở trung tâm tiệc cưới White Palace. Bây giờ cả nhà cùng với mình đi vào dự tiệc cưới nha. Go. With you, lovely surprise every day. Thank you for loving me, almighty, for us making the happiest person. Vô chụp hình chung luôn đi. Vậy Linh vô kêu Thảo ra đi. Thank you.
Để chào đón lên sân khấu cô dâu và chú rể. Thưa quý vị, giờ đây trên sân khấu cho phép cô dâu và chú rể xin được gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe cùng một buổi tối thật an lành. Giờ đây trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị, xin mời cô dâu và chú rể cùng các bánh cưới và cơ rượu champagne để ghi lại những hình ảnh thật đẹp trong sự kiện trọng đại hôm nay. Xin mời cô dâu và chú rể cùng di chuyển đến tháp ảnh. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Quy Quang là thân sinh của chú rể, sẽ thay mặt cho hai bên gia đình có vài lời được gửi đến toàn thể quý vị.
xin trân trọng kính mời ông. Thật là vui thay, hạnh phúc thay, vô cùng xúc động với sự hiện diện đông đảo của ông bà, cha mẹ, các thầy, các cô, bà con, cô bác và toàn thể quý vị bằng cả tấm lòng và lời kính chào trân trọng nhất. Thật vậy, quý vị thừa biết rằng mơ ước của bậc làm cha làm mẹ là gì? Đó là hai điều, một là ngày sinh con ra, hai là ngày con yên về gia thất. Tất cả mọi người ạ.